Công an Gia Lai cho biết chiều ngày 8 tháng 6, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Gia Lai đã làm thủ tục trao căn cước công dân cho ông Lê Anh Tú, tức Thích Minh Tuệ. Tại trụ sở công an, ông Lê Anh Tú nhận căn cước sau 5 ngày làm thủ tục. Sau đây, anh Tú sẽ được cung cấp căn cước công dân này và luôn luôn mang nó theo và sử dụng nó rất nhiều tiện ích như đi máy bay đi khám bảo hiểm y tế và nhiều việc khác phục vụ cho chính bản thân mình căn cước công dân này nếu mất thì anh tú đến công an khai báo và làm lại cán bộ công an nói với ông lê anh tú trong clip cảm xúc của con cũng như bao người công dân bình thường khác nếu có nó để đảm bảo cho mình quyền lợi cho mình học tập tu học được rất là tốt đẹp cấp căn cước đối với con nó đem lại con đường bảo đảm tu hành cho mình được hay là cái gì mình đều vui vẻ hài lòng nó đem đến đảm bảo cho mình tu hành thiền định trí tuệ thì tốt đẹp a di đà phật ông lê anh tú thích minh tuệ nhận căn cước công dân được về thăm nơi đức phật đảnh lễ nơi bốn thánh địa của đức thế tôn đều tốt đẹp ngày xưa con ước mong có cái duyên nào đó lúc nào đó mình bộ hành về ấn độ mình đảnh lễ nơi bốn thánh địa của đức thế tôn mình học tập mình cảm ơn ân đức của đức thế tôn tri ân với ngày. còn cảm thấy hạnh phúc vui vẻ nếu đạt được với sức khỏe này vẫn bộ hành được vẫn tu hành được vẫn khất thực đáp ứng nguyện vọng theo lời phật dạy thì vẫn ổn định a di đà phật nguyên văn chia sẻ của ông lê anh tú trong clip ngày 10 tháng 6, trao đổi với tuổi trẻ online, Thiếu tướng Ra Lan Lâm, Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai, xác nhận Công an tỉnh đã cấp căn cước công dân cho ông Lê Anh Tú, Thích Minh Tuệ. Theo đó, chiều ngày 8 tháng 6, ông Lê Anh Tú đã đến phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an tỉnh Gia Lai để nhận căn cước công dân. Theo Thiếu tướng Ra Lan Lâm, Quy trình cấp căn cước công dân cho ông Lê Anh Tú được thực hiện tương tự như những công dân khác. Hiền Diệp cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem video Hiền Diệp chia sẻ, để xem nhiều thông tin mới hãy nhấn vào like, follow, đăng ký kênh để xem nhiều video hữu ích nhé.